Và những cái cấu trúc phòng ngủ nó bế khí thì nó sẽ thu hút những cái năng lượng, thu hút những cái con người mà ở cái tình trạng luẩn quẩn cũng bế khí như vậy đó. Và trong phòng ngủ đấy thì chúng ta sẽ ngủ sẽ không ngon giấc, hay bị bóng đè, hay bị mộng mị, hoặc là thậm chí là còn mơ thấy ma quỷ cơ. Xin kính chào quý cô chú và anh chị. Phòng ngủ bế khí là một trong những cái đề tài phong thủy mà thu hút được rất là nhiều người. Bởi vì sao? Bởi vì phòng ngủ mà nó bế khí thì nó rất là gây những cái tai họa, bệnh tật hoặc là những vấn đề đó. Mất mát chia ly nếu như cái phòng ngủ đó nó là phòng ngủ vợ chồng. Nói về vấn đề nhà bế khí thì tôi đã có những cái video rất là cụ thể, rất là tường tận. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về chủ đề là bế khí liên quan đến phòng ngủ. Đúng không? Bế khí thì thực ra nếu mà chia về khí thì nó có hai loại, một loại về âm và một loại về dương khí. Nếu mà nói về âm khí thì đây là kiến thức về của bản môn, thì không phải lúc nào tôi cũng chia sẻ trên công chúng rộng rãi. Để nói nôm na, bế khí nó giống như là khí của lục địa hoặc là khí của cái cục bộ địa bàn, nó không thoát ra được và nó bị trì trệ, nó lưu lưu cữu và đến một lúc nó phát tác giống như là núi lửa phun hoặc là những cái trận động đất gây ra bởi vì cái tình trạng bế khí đó. Thì đấy là bế liên quan đến dòng âm khí. Còn cái thứ hai nó là bế khí liên quan đến dương khí. Thì ở đây thì thông thường là với những cái căn nhà chung cư ấy mà bị bế khí thì chúng ta hình dung giống như là ao tù nước đọng. Ví dụ sông hồ, sông thì nó có suối thì nó có những dòng chảy, nó có đầu nó có cuối đúng không ạ, thì bao giờ nước nó cũng được lưu thông và bao giờ nước nó cũng thanh trong và rất là mát lành. Còn cái ao tù nước đọng thì bao giờ là nước bị tù đọng, thành ra cái sự trong lành nó không bao giờ tốt được. Và cá nó bơi ở suối bao giờ nó cũng khỏe hơn là cá bơi ở hồ đúng không ạ, ở ao đúng không ạ. Anh chị em đi ăn cá ở sông cả suối bao giờ cũng thích hơn là ăn cá hồ đúng không ạ, hoặc là cá ở ao nữa thì chán chết. Thành ra là bế khí cũng vậy, bế khí trong một căn nhà cũng là vấn đề và bế khí ở trong phòng ngủ nó cũng là vấn đề. Đấy, thì đặc điểm của cái phòng ngủ mà bế khí là những cái phòng ngủ như thế nào? Theo tôi tốt nhất là phòng ngủ mà có ban công. Đấy, thứ nhì là có cửa sổ. Vì sao? Bởi vì năng lượng nó có sự trao đổi, nó có năng lượng ra, năng lượng vào. Nếu như chúng ta vào cửa phòng ngủ bằng cái cửa ra vào, đúng không ạ? Thì năng lượng nó có thể thoát ra qua cái cửa ban công. Qua cửa sổ, thành ra là cửa sổ hay là ban công còn đóng vai trò rất là quan trọng trong phòng ngủ. Một phòng ngủ mà cửa sổ quá nhỏ này, hay bị che chắn này, hoặc là chỉ đơn giản là chúng ta suốt ngày chúng ta bật điều hòa, chúng ta không chịu mở cửa sổ ra, thì đó cũng là một cái ngôi nhà mà bị bế khí. Nhà bị bế khí đôi khi là do chúng ta có những cái cấu trúc rèm nó cũng không chuẩn về mặt phong thủy. Rèm ở trong cửa sổ nó có hai loại, một loại gạt ngang đúng không ạ, một loại kéo lên đúng không ạ, tức là kéo từ dưới lên trên. Thông thường cái loại gạt ngang ấy, thì anh em chị em và quý gia chủ thường có xu hướng là mở nhiều hơn. Và loại kéo lên ấy, là một cái loại mà về mặt cái chiều, cái trục năng lượng của nó là có tính là nó hay hãm lại, thành ra chúng ta hay có xu hướng là ít mở cửa sổ. Thông thường là cái cấu trúc rèm đấy thường nó dẫn tới là cái căn buồng phòng này nó cũng có cái tình trạng là ít mở cửa sổ và nó gây ra cái sự lưu thông khí kém và chắc chắn là bế khí rồi. Có một cái loại phòng nữa mà có một số ở một trong những cái chung cư rất là cao cấp nhá của ông tỷ phú Việt Nam cũng có thiết kế những cái căn chung cư mà trong phòng ngủ thậm chí là không có cửa sổ đúng không ạ? Mọi người nghe không nhầm đâu, căn chung cư của tỷ phú thiết kế mà thế mà nó lại có cái nhiều buồng là không có cửa sổ. Ví dụ như là một căn phòng ngủ có 3 phòng ngủ sẽ có đến 2 buồng ngủ không có cửa sổ. Thế thì 2 buồng ngủ đấy nó chắc chắn là bế khí rồi. Nếu như chúng ta không có những cái biện pháp giải quyết về mặt kỹ thuật đúng không ạ? Thì về mặt phòng ngủ mà gọi là bế khí thì nó sẽ có những cái tác hại gì và nó sẽ ảnh hưởng gì? Phong thủy có câu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Và những cái cấu trúc phòng ngủ nó bế khí thì nó sẽ thu hút những cái năng lượng, thu hút những cái con người mà ở cái tình trạng nó luẩn quẩn cũng bế khí như vậy đó.
Và trong phòng ngủ đấy thì chúng ta sẽ ngủ sẽ không ngon giấc, hay bị bóng đè, hay bị mộng mị, hoặc là thậm chí là còn mơ thấy ma quỷ cơ. Tôi thấy gặp rất là nhiều trường hợp có quý gia chủ mà vào trong những cái phòng thậm chí có cửa sổ nó rất mở rất ít, hoặc là cái cửa sổ đấy nó trao đổi năng lượng với bên ngoài rất là ít. Và gia chủ thường xuyên mơ thấy bóng ma quỷ, xong rồi mời các thầy đến trấn tung lum tà la lên bùa treo khắp nhà, nhưng ma cũng chả thấy đi đâu. Nhưng mời thầy Cương đến thầy chỉnh cho chỗ nọ, chỉnh cho chỗ kia, năng lượng nó điều hòa, năng lượng nó lưu thông, tự nhiên thấy ngủ ngon, tự nhiên chả thấy ma đâu cả, và cuộc sống nó ấm êm. Thì câu chuyện nó liên quan là nhà bế khí, nó hay dẫn đến những cái việc mà ngủ sâu, ngủ kém, mộng mị, và thậm chí là mơ thấy ma quỷ nhé. Và tất nhiên rồi, khi mà chúng ta mơ ngủ rồi chúng ta luẩn quẩn thì ảnh hưởng đến cái sức khỏe, tinh thần, trí tuệ nó không được minh mẫn. Có một môi trường nó không lưu thông không khí, năng lượng nó bị trì trệ, nó hay thu hút những cái con người mà cũng trì trệ, và đôi khi thì lười nhác,